Thưa quý khán giả, sau khi xảy ra sạt lở vào khuya ngày 31 tháng 7 và rạng sáng ngày 1 tháng 8, với chiều dài khoảng 85 m, ăn sâu vào 1/2 mặt đường quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, thì đến hơn 3 giờ sáng hôm nay, ngày 20 tháng 8, khu vực sạt lở tiếp tục mở rộng về phía mặt đường khu dân cư. Trước đó, ngày 18 tháng 8, toàn bộ bao cát đơn vị thi công thả xuống sông Hậu để ổn định đường bờ, gia cố mái ta luy, khắc phục sự cố sạt lở quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, Châu Phú, cao hơn mặt nước sông Hậu khoảng 1 mét, đã bị sạt hoàn toàn xuống sông. Theo đó, trên mặt đường quốc lộ 91, phía bờ sát khu dân cư xuất hiện nhiều vết răng nứt, rộng khoảng 1 cm, chạy dài hàng chục mét và có dấu hiệu tiếp tục lan rộng. Đến hơn 3 giờ sáng ngày 20 tháng 8, đoạn sạt lở trên tuyến quốc lộ 91 thuộc khu vực ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ đã sụp hoàn toàn xuống sông Hậu với chiều dài gần 30 mét, ăn sát vào khu dân cư. Trong cái lúc mà cát đang, máy ảnh đang bơm cát vô, để rồi công nhân mà nó vô bao đó, để nó tấn thành lên, tiếp tiểu lên, thì tự động là nó có những cái hiện tượng nhỏ rằng thì cái bao ông chỉ huy công trình đó, đang đứng trên đang thấy hiện tượng lạ không, thì kêu công nhân lên hết, thì sau đó một phút, tất nhiên từ 14 giờ 45 phút là đến 3 giờ là toàn bộ là nó hút dạt hết cái phần cát đã bơm mấy ngày nay đó. Hồi lúc ban đầu thì chính quyền cũng lên đây cũng dọn dẹp vậy đó, dỡ nhà rồi kêu mình di dời đồ trong gia đình ra hết. Nhưng mà có thời gian nó làm cũng thấy êm rồi, tính là 3 bữa nữa là lên bằng mặt đường rồi đó. Nhưng mà cái bữa thứ hai là nó đã sụp xuống cái nữa. Đó, nhưng mà cũng chưa có đó không, sụp cái lần thứ ba này nè, mới là làm dữ lại. Để đảm bảo an toàn cho người dân đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú đã vận động 11 hộ dân tạm di dời đến nơi an toàn, khuyến cáo bà con tuyệt đối không được ngủ lại nhà để tránh nguy hiểm. Đồng thời cử lực lượng túc trực 24/24 tại hai chốt ở khu vực sạt lở để hướng dẫn và cảnh báo người dân không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Khi có cái biểu hiện là tiếp tục sạt lở xảy ra ở cái đoạn sạt lở ở quốc lộ 91 ở ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, thì huyện cũng đã huy động hơn 100 cái thanh niên cũng như là lực lượng dân quân tại chỗ để hỗ trợ các cái hộ dân trong cái vùng có nguy cơ sạt lở tiếp, đó là di dời các cái nhà và vật kiến trúc. Huyện cũng đã yêu cầu các cái đơn vị như là điện lực, rồi các cái đơn vị mà có các cái dây cáp quang ở trên các cái trụ điện là phải thực hiện cái khẩn trương là di dời ngay. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh, để khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, các ngành chức năng tỉnh đã triển khai thả bao tải cát nhằm gia cố ổn định đường bờ, gia cố mái ta luy từ trưa ngày 30 tháng 7. Phạm vi công trình thiết kế theo phương án thả bao tải cát có tổng chiều dài xử lý khẩn cấp 160 m. Trong đó, chiều dài phần đã sạt lở 85 m, phần tiếp giáp về phía thượng lưu và hạ lưu 75 m. với khối lượng cát tương ứng khoảng 26.000 mét khối, có tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng do tỉnh tạm ứng từ ngân sách để xử lý khẩn cấp. Đến ngày 18 tháng 8, đơn vị thi công đã thả bao cát được khoảng 90% khối lượng theo hướng dẫn của đơn vị tư vấn thiết kế. Tuy nhiên, khi triển khai đến phần tạo mái dốc bằng cát gói giải địa kỹ thuật từng lớp dày 50 cm vào phần nền đường sạt lở thì bị trượt xuống sông Hậu. Theo đó, sáng ngày 19 tháng 8, các ngành chức năng của tỉnh đã yêu cầu tạm dừng việc thả bao cát và giao đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát địa hình đáy sông và hai hố khoan địa chất để đánh giá lại địa chất khu vực, đưa ra giải pháp thi công hoàn trả lại nền đường tuyến quốc lộ 91 đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ. Như báo An Giang Online đã thông tin, trước đó khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 7 trên tuyến quốc lộ 91, đoạn từ km 89+250 đến km 89+390, dài khoảng 140 m, thuộc ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, đã xuất hiện nhiều vết nứt dọc trên mặt tuyến quốc lộ 91 với chiều dài trên 60 m, ăn sâu vào 1/3 mặt đường dọc bờ sông Hậu, nguy cơ sạt lở nguy hiểm. Đến đêm 31 tháng 7 và rạng sáng 1 tháng 8, tại vị trí này đã xảy ra sạt lở lớn, vết sạt lở ăn sâu hơn 1/2 mặt đường với chiều dài 85 m về phía hạ lưu bị sụp hoàn toàn xuống sông Hậu, đe dọa đến 26 hộ dân sinh sống trong vùng cảnh báo.
chính quyền huyện Châu Phú đã di dời khẩn cấp 15 hộ dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện đang tiếp tục vận động 11 hộ trong vùng cảnh báo chuẩn bị phương án di dời nếu sạt lở tiếp tục phát triển. Theo kết quả điều tra cảnh báo hàng năm của ngành chức năng, An Giang có 54 điểm nguy cơ sạt lở, trong đó có hơn 14 điểm nguy cơ mức độ nghiêm trọng. Sạt lở tuyến quốc lộ 91 đoạn thuộc ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ là nơi đã được cảnh báo. Thì cách đây gần 9 năm, năm 2010 thì cũng đã xảy ra cái sạt lở quốc lộ 91 và cũng đã làm tắc nghẽn cái giao thông và buộc là phải mở cái tuyến tránh tạm thời. Như chúng ta cũng đã biết cái đoạn sông này thì nó là cổ chai, lòng dẫn nó hẹp lại do xuất hiện cái bãi bồi ở phía bên bờ đối diện của huyện Phú Tân. Do vậy thì cũng phải chúng tôi đã giao cho Viện Khoa học Thủy lợi cùng các đơn vị tư vấn tổ chức tiến hành đánh giá tổng thể lại cái khu vực này, trên tinh thần là sẽ điều chỉnh chạy dòng chảy, mở rộng cái mặt cắt ướt để điều cái dòng chảy ra xa khỏi cái khu vực của cái tuyến quốc lộ 91 ở khu vực này. Về lâu về dài thì tôi cho rằng là chúng ta nên thay đổi cái tập quán về sống ven sông ở đồng bằng Cửu Long, nên chúng ta phải nên quy hoạch không gian để sống bố trí dân cư ở những nơi xa sông, các cái công trình quan trọng không có nên bố trí ven sông, thì đó mới chính là cái giải pháp mà nó căn cơ lâu dài. Chứ còn chúng ta cứ bố trí các cái công trình tải trọng nặng, các công trình quan trọng dân cư ven sông, thì khi mà sông nó có cái sự chuyển dịch, mà chuyện mà sông nó chuyển dịch là cái chuyện đó là cái chuyện quy luật tự nhiên. Hay do vậy thành ra là chúng ta cũng phải tính toán tới cái chuyện về cái quy hoạch về các cái bố trí ven sông một cách cho nó phù hợp.